Chào mọi người, thì nay lại là phiên mà thị trường kéo vào phiên cuối phiên ATC đúng không ạ? Không biết là anh chị nào ở đây có bán mất hàng trong ngày hôm nay không? Thì bản thân em thì bản thân Chí thì hôm nay cũng rớt một ít hàng cổ phiếu FTS rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhận và phân tích xem thị trường hôm nay nó diễn biến như nào, điểm xấu, điểm tốt và cái phương hướng giao dịch trong thời gian sắp tới nhé. Đó, hôm nay thì là video của ngày 13 tháng 11 và đây là kênh Chí Nguyễn Official. Mong mọi người cho Chí một subscribe kênh và một like những cái video mà mọi người xem. Đây là một cái món quà tinh thần cho những người làm nội dung như em và để cho thấy mọi người có sự ủng hộ và quý mến. Ok, thì bắt đầu vào video thì mọi người có thể thấy hôm nay là một phiên giảm 1,61 điểm của toàn bộ thị trường đúng không ạ? Về cái đoạn này thì Chí đang thấy là thị trường nó đang có ba cây nến đỏ với cái số điểm nó cũng không quá đáng kể, giảm từ đỉnh 1.222 bây giờ về 1.100 là mất khoảng 22 điểm đúng không? Với ba cái cây nến này thì cái cá nhân chỉ cho rằng là cũng chưa phải là tín hiệu bán đó. Và chính đang nghĩ là thị trường nó đang có yếu tố tương đối là tích cực. Mọi người có thể thấy là cái quá trình hồi của thị trường ấy, nó từ cái vùng gọi là 1.117 là hồi đến đây vẫn là hơn 100 điểm rồi, mà cái quá trình chỉnh lại là khoảng 22 điểm, 22 điểm đúng không? Đang chỉnh lại 22 điểm. Tuy nhiên thì mọi người có thể sẽ thấy là nhiều cổ phiếu mid cap, ví dụ cái ngành mà tốt như là ngành bất động sản, chứng khoán và nhóm thép ấy, gần như là nó chỉ đi ngang mà tạo nền. Thậm chí là những con cổ phiếu của nó có cái đặc tính nó khỏe thị trường, thì ví dụ như con cổ phiếu Hoa Sen thì hôm nay vừa đỉnh đúng không ạ? Cái này thì Chí có nói mọi người ở trong những cái clip lần trước rồi là thị trường có thể đi tìm đáy hai, thị trường có thể đi tìm đáy hai, nhưng cổ phiếu thì có thể là sẽ đi ngang tạo nền thôi đúng không? Còn những cổ phiếu khỏe sẽ vượt đỉnh, và khi mà thị trường hồi thì gần như là những con dòng big cap như vậy nó đều vượt đỉnh hết đúng không? Có một cái đặc điểm chung của ba cái phiên giao dịch trở lại đây chính là cái việc mà tương đối là nhiều cổ phiếu nhóm trụ bị đạp đấy, dẫn tới thị trường nó cứ có cái chiều hướng điều chỉnh như vậy đúng không? Nhưng mà những cái con cổ phiếu mid cap thì cái sự điều chỉnh nó không đáng kể, nó chủ yếu là cái đoạn đi ngang tạo nền, hôm nay xanh thì ngày mai đỏ và ngược lại đó. Nếu mà chúng ta phân tích kỹ hơn một chút thì có một cái tín hiệu mà mọi người nên lưu ý nhé. Nếu mà mọi người còn nhớ trong những cái lần trước chỉ là mình thì có ba cái key level chính mà thị trường nó phải giữ được. Thứ nhất là đường MA 20 trên chart 1 giờ. Cái yếu tố này là yếu tố nhỏ nhất, bởi vì sao? MA 20 trên chart 1 giờ ấy thì nó không có nhiều giá trị lắm đúng không? Nó là một cái tín hiệu tương đối là ngắn hạn bởi vì là chart ngắn mà. Đó, thì hôm nay thì thị trường nó lại mất cái MA 20, mọi người có thể nhìn thấy đây là đường MA 20 này, mọi người nhìn đây nhé. Đó. Thì có một cái nến đỏ bán qua đúng không? Và một cái nến rút chân ở đây. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là thị trường nó phải giữ được cái việc vượt qua gap down ngoài này đúng không? Cái gap down này nếu mà nhìn trên chart một ngày sẽ thấy có nghĩa là phải giữ được vùng gì ạ? 1090. Cái thứ ba là phải giữ được cái trend này gọi là trend cản vượt cản trend này đó. Mình nhìn thấy không? Thì đấy gọi là ba cái key level chính mà thị trường giữ được thì hôm nay mất một đúng không? Đấy thì mọi người nên có cái sự lưu ý ở trong thời điểm hiện tại là chúng ta đang có thị trường nó đang dưới MA 20 chắc 1 giờ nhá. Đó, có thể đấy là một tín hiệu cảnh báo cho tất cả mọi người đúng không? Đấy, nhưng mà vấn đề là cái tín hiệu như vậy thì chị thấy chưa chưa quá là rõ ràng đúng không? Nhưng mà nhiều cổ phiếu nó rất là khỏe đấy, nên là chị sẽ đưa ra một cái kịch bản và cái hướng giao dịch của mình cho anh chị và các bạn nhé. Ví dụ như là chị đang có khoảng 200 triệu đầu tư chứng khoán giai đoạn như vậy thì cái tỷ trọng mình đánh nên chỉ trong khoảng 150 120 đến 150 triệu thôi đúng không? Và cái cách mua bán của mọi người sao nhỉ, thì mọi người phải gì ạ, lưu ý là mọi người nếu mà mọi người mua mới thì luôn luôn mua khoảng 20 30% thăm dò đúng không? Mua thêm thì lưu ý là mua thêm trên cái lượng hàng có sẵn. Tại sao lại như thế? Bởi vì ví dụ như là chị đang cầm khoảng 10k DXG đi đúng không? Thấy con DXG này có vẻ ngon ngon, có thể tăng thêm thì có thể là mua thêm tầm 3 5 nghìn nữa đúng không? Tuy nhiên về cuối phiên thì DXG chỉnh lại rồi, chỉnh có thể là DXG nó giảm 4 5% gì đấy, nó diễn biến xấu phát thì mình lôi cái lượng hàng mình đang 10k DXG có sẵn ra mình bán đối ứng. Ví dụ là buổi sáng anh chị mua 3.000, buổi chiều thấy xấu phát bán lại 3.000 đúng không? Thì loanh quanh thì mọi người vẫn cầm 10.000 DXG chả thay đổi cái gì cả đúng không? Nhưng mà cái tỷ trọng của tài khoản nó vẫn được giữ nguyên đúng không, và mọi người vẫn còn tiền để ví dụ như cổ phiếu DG nó tạo đáy ở đâu đấy rồi mọi người có thể mua lại được cái chỗ đấy và mua lại được DG đấy. Cái ý của Chí là như vậy, là mọi người phải hết sức là lưu ý tỷ trọng và phải luôn luôn mua bán trên hàng có sẵn
Cái lưu ý thứ hai là ví dụ như là trong giai đoạn như này, nó nhiều khi là nó cũng hay kiểu kéo FOMO theo cái thị trường thế giới và một số tin tức trong nước ấy. Ví dụ như là buổi sáng ngày hôm nay thì nhiều khá là nhiều cổ phiếu chỉ để ý là có cái gap up ở trong phiên phiên sáng đúng không? Ví dụ như các cổ phiếu chứng khoán này, nhưng mà nếu mà mọi người đu ngay buổi sáng mình sợ nó tăng mất ấy, thì thường là bị lỗ ở trong phiên. Đó, thì mọi người hết sức lưu ý là không nên quá FOMO nhé, quá FOMO vào những cổ phiếu mà tăng ngay lúc sáng sớm khoảng 9 giờ đến 10 giờ là thường nó có hiện tượng như vậy. Đấy thì mọi người lưu ý là đừng nên mua cái loại cái thời điểm đầu phiên như thế, thì cứ đợi khoảng đến ít nhất là đến gần trưa hoặc là phiên chiều rồi hãng mua là chắc chắn nhất. Đấy là cái ý kiến của chị góp để chia sẻ với mọi người. Ok. Nhận định của chị nó chỉ như vậy thôi đúng không? Thị trường nó cũng không phải quá xấu đâu. Đó, cổ phiếu này nó còn được kéo phiên ATC, mình đánh giá là khỏe, rất khỏe luôn. Đó, nên là cái cơ hội theo chí là vẫn còn, và cái việc nắm giữ danh mục nó là hoàn toàn là ok đúng không? Cái việc mà đầu giờ chỉ nói chỉ mất một ít cổ phiếu STS ấy, thì việc đấy là việc mất thật. Hôm nay bán mất 10k STS, giảm khoảng 40.3. Đó, thì cuối phiên thì nhiều cổ phiếu nó lại đạp ngược lại, bị đạp tương đối là nhiều đó. Và chị thấy rằng là ETF mình cũng đang lãi nhiều mà, tại sao mình không bán đi một chút lấy lộc ngày mùng 1 có phải hợp lý không? Đó, thế thôi bán ETF đi, kệ chả sao cả, đằng nào cũng đang lãi rất là nhiều rồi. Mua từ 37.2 mà bán được giá khoảng bán ở giá khoảng 40.3. Đó, đó là cái giá trị hôm nay bán đúng không? ETF chỉ mua hai lần, một lần là mua 37.2, một lần là mua giá 41. Đó thì giữ lại cái lượng hàng mua giá 41 đấy và chỉ bán đi cái lượng hàng lúc đầu. Đó thì bán lượng hàng đấy lãi nhiều, mà lãi tận 9% hay sao ấy. Đấy, lãi cũng khá là nhiều. Thì cái việc này nó cũng không quan trọng đúng không? Còn hôm nay thì chị cũng có mua thêm một số cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu Hoa Sen và cổ phiếu SSI. Đó, Hoa Sen này vượt đỉnh rồi mọi người biết đúng không? Cái câu chuyện của Hoa Sen thì nói với mọi người rất là nhiều rồi. Là cổ phiếu này thứ nhất là cơ bản tốt, thứ hai là kỹ thuật nó đẹp đúng không? Cơ bản tốt là cái việc mà giá thép trong nước bây giờ nó giá thép trong nước Trung Quốc bây giờ nó đang tăng tương đối tốt nhờ cái chính sách kích thích cầu bất động sản đúng không? Nếu mà mọi người còn nhớ ấy, thì bất động sản Trung Quốc nó chết từ rất là lâu rồi, từ cái vụ mà Evergrande là cái thằng bất động sản lớn nhất của Trung Quốc ấy thì bắt đầu đệ đơn phá sản rồi đúng không? Nên là bây giờ chính phủ Trung Quốc phải bơm ra nhiều gói hỗ trợ, mà bơm mình như là bơm từ từ giữa năm 2022 rồi, thì bây giờ kiểu gì nó cũng chả phải có kết quả thôi. Và cái giá thép ở trong nước Trung Quốc nó cũng đang tăng để phản ánh theo những cái nhu cầu thực sự của ngành bất động sản nói chung đúng không? Và Trung Quốc là một thị trường lớn về ngành thép, và cái thị trường Việt Nam như của chúng ta thì giá thép nó sẽ theo Trung Quốc khoảng 90%. Đấy thì cái lý do mà chị mua thêm Hoa Sen như vậy, lợi nhuận của Hoa Sen quý 3 cũng rất tốt, khoảng hơn 400 tỷ. Đấy thì mọi người sẽ hình dung được cái câu chuyện của Hoa Sen trong tương lai như thế nào nhé. Và giá cổ phiếu của Hoa Sen ấy nó cũng đang phản ánh một cách tương đối tương tự đúng không? Đó. Ừ, chưa, Hoa Sen nó lên thẳng tắp và gần như cái form con Hoa Sen này là nó khỏe nhất trong tất cả những con cổ phiếu đúng không? Gần như nó không chỉnh bất cứ một cái nhịp nào cho mọi người có thể mua được cả. Đấy, nên là hôm nay chị đã mua Hoa Sen thêm ở giá khoảng 21.3. Đó. Ok, thì cái nhận định của mình cũng đến đây cũng không mình thấy là chị thấy là hôm nay nó cũng không quá quá nhiều tín hiệu thôi, thì góp ý cho mọi người và chia sẻ cho mọi người một chút thêm một chút về cách giao dịch thôi đúng không? Còn những cái tín hiệu về rủi ro thì chị chưa thấy quá quá nhiều đó. Thì cái phần nhận định nó sẽ đến đến đây là hết đúng không? Và sau đây là cái phần nhận định những cái mã cổ phiếu trong group khách hàng quan tâm. Thôi đầu tiên thì mình cũng xin phép là quảng cáo một chút về cái việc là mình đang có một group khách hàng. Nếu mà mọi người quan tâm ý, thì mọi người có thể là chuyển ID hoặc mở tài khoản VPS ở bên Chí đúng không? Cái cách mở thì mình để dưới phần mô tả nhé. Ok, thì mời mọi người đọc qua một chút về những cái tư vấn của ngày hôm nay trước khi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái việc mà trả lời câu hỏi. Đây, bắt đầu rồi. Để mình tắt cái ID nhé. Ok, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là cái phiên buổi sáng này. Thông tin thì chưa có gì mới hơn tuần trước này. Sáng nay Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng họp về phát triển thị trường bất động sản, thì cái cuộc họp này nó cũng diễn ra rất là nhiều rồi, và nó cũng là thêm một cái động lực cho nhóm bất động sản từ giờ và từ giai đoạn này đến sang năm sau đúng không? Thì kiểu gì chúng ta cũng vẫn phải theo một cái chính sách là nới lỏng cho bất động sản thôi, vì bất động sản trong cái nền kinh tế Việt Nam là một cái mắt xích nó vô cùng quan trọng. Mọi người đọc cái câu chuyện về
ngành bất động sản mà tốt thì 40 ngành khác được hưởng lợi. Và mọi người nhìn thấy cái câu chuyện là bất động sản nó nát thì như thế nào, đúng không? Không chỉ là mỗi ngành thép, ngành 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 bất động sản nó giảm giá đâu, mà ngành thép nó cũng cái cầu trong nước yếu phát là mấy ông thép cũng lao đao lỗ hết đấy. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, cái đơn giản là như thế thôi, là mọi người hiểu là ngành bất động sản cái tầm quan trọng nó như thế nào rồi, đúng không? Thị trường thì hiện tại bị ảnh hưởng chủ yếu bởi dòng tiền này. Video hôm qua em phân tích rồi, sau khi VN-Index vượt trên giảm, trừ khi nó thủng hỗ trợ mới là nguy cơ, còn không thì kệ nó, đúng không? Bán rồi lại phải mua lại thôi. Vì hiện tại là giữ nguyên mà xanh lét thế này thì lý do chẳng lý do gì bán cả, đúng không? Đấy, hoa sen này 4% này, mọi người nhìn thấy không? Hoa sen khỏe không? Đấy, có lúc hoa sen lên gần trần đấy. Đó, bữa có mọi người mua DG ở giá 20 nhá, này vẫn nhắc lại mua DG. Hôm trước là chỉ có mua nhắn mọi người trong group khách hàng mua ở giá khoảng 19.8, 19.5 đến 19.8, đúng không? Đó. Ở đây cái đoạn bán FTS này, đó, bán FTS này. Đó. Thôi, một chốt lãi đúng không? Hẹn mọi người trên livestream. Đấy thì hôm nay có từng đấy tư vấn thôi. Và chúng ta đây còn thêm một ít nữa là tín hiệu hôm nay đóng cửa dưới 20 không đổi view gì cả cuối tuần. Đó. Ok, thì bây giờ sẽ bắt đầu vào cái phần trả lời câu hỏi, từng câu hỏi tư vấn nhá. Mã đầu tiên là mã TCH. Ok, TCH. TCH đây là cái đồ thị ngày của TCH. Bữa trước thì mình có nói là TCH nó cũng đang hơi yếu đúng không? Nhưng mà hôm nay thì chắc là đổi view thôi, bởi vì là nó đã vượt được cái cản chéo này rồi đúng không? Vượt được cái cản chéo này, chúng ta nói là điểm mua, mua ở đây thì mọi người vẫn lãi được khoảng 3% nữa đó. Thế nên là mọi người cứ đánh theo, tuân thủ theo cái phân tích về kỹ thuật như vậy thôi. Cứ vượt trên là mọi người có cái điểm mua, mua góc độ 30%. Thì thường ấy, khi mà cổ phiếu nó giảm nhiều như vậy ấy, cái chen cản chen của nó vượt được ấy, nó thường nó vượt thành công thì ít khi nó quay lại lắm đó. Thì TCH nếu mà mọi người có hàng thì cứ lưu ý là giữ tiếp cho mình. Còn trong những sau ngày sắp tới thì mọi người hoàn toàn có thể mua lại TCH khoảng giá 11.5 đến 12 nhá. Đó. Đó. Và cái vùng stop loss của mọi người là khi mà cổ phiếu nó mất gì ạ? Nó mất cái cản này là tức là mất giá khoảng giá 11.5 à, mất mất giá 11, mất giá 11 thì sẽ phải cắt lốt. Đó. Còn cái điểm mua sẽ từ 11.5 đến 12. Đấy, theo chí là hợp lý. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Novaland. Novaland. Novaland cũng tương đối là đang chỉnh đúng không? Đang chỉnh đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Hôm trước chỉ có vẽ cái kênh cản chéo như này và nói thẳng là Novaland lúc mà nó có cái kênh này kiểu gì nó cũng chỉnh bù đúng không? Mọi người nhớ chỉnh chưa? Đấy thì bây giờ là cái điểm mua của Novaland. Hoàn toàn mọi người có thể mua được ở quanh giá 15.6 đúng không? Mọi người thấy nó đi đúng cái kênh này chưa? Đấy. Đến đây là chạm đây bán, chạm đây bán này đấy, xong rồi chạm đây lại rút chân lên đó, mọi người nhìn thấy không? Đấy là cái giai đoạn mà gọi là sideway up, nhưng mà tuy nhiên thì cái sideway up của con Novaland này nó cũng tương đối là dốc đấy. Đấy. Thế nên mọi người à, và cái sideway up mà càng dốc ấy thì cái biên mà đánh càng bé đó, thì mọi người có thể là canh mua ở giá khoảng 15 chấm 5 đến 15.7 nhá. Đấy, nhưng mà chỉ sợ ngày mai nó lại chạy luôn rồi đấy, thì mọi người nếu mà ngày mai giá đỏ thì mọi người cứ nhảy vào mua, đừng ngại mua khoảng 30% trước, hoặc ai có hàng rồi thì cứ mua thêm, ok chưa ạ? Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu xem nào, FTS. Ui rồi, FTS đã đúng con mất hàng đâu chứ. FTS đây. Đây chính là cổ phiếu FTS. Hôm nay cũng có lúc FTS nó đang nhúng về dưới giá 40 rồi thì chỉ mới bán. Đó, nhưng mà cái việc bán của chí thì thực ra nó cũng không quá quan trọng vì lãi cũng rất là nhiều rồi, mua ở cả đây cơ mà. Đó, thì FTS thì cứ giữ tiếp thôi. Điểm mua thêm thì đợi nó vượt được cây này đã, tức là vượt được có giá khoảng 41.5 đã thì mới mua thêm được, còn không view này nó giữ tiếp thì đây gọi là cái vùng đi ngang của FTS rồi đúng không? Chắc là với cái form hiện tại thì chính nghĩa là kiểu gì FTS break ấy. Đó, đi ngang và RSI nó chỉ loanh quanh 50 thôi thì kiểu gì nó phải kéo RSI lên 80 thì khả năng là FTS nó sẽ lên được cái giá khoảng 43, chính nghĩa là như vậy, chính nghĩa là như vậy. Thì nếu mà FTS ở trong những cái phiên sắp tới mà nó có võng về vùng 40 dưới 40.5 thì khả năng chỉ cũng phải nhặt lại cái chỗ FTS hôm nay bán đấy, thì bây giờ phải nôn ra và nhặt lại thôi đúng không? Nhưng mà bán thì bán lãi rồi, nó cũng không có quan trọng nữa đấy. Nhiều khi mình đánh lâu vậy thì cũng mất hàng là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả đấy. Thì anh chị đừng nên áp lực quá đúng không? Chỉ quan trọng là mình chốt lãi mới là lãi thật, mới là lãi của mình đúng không? Mình đã gì ạ, mình có tiền rồi đúng không? Quan trọng gì thằng nào hơn thằng nào đâu, quan trọng là mình có tiền thì thôi, mình đã kiếm được tiền từ thị trường rồi đó. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu gì ạ? VCI. Ok, VCI. VCI là hiện tại
Có thể thấy là VCI cũng không được khỏe cho lắm. Đó. Mặc dù hôm nay nó đã vẫn giữ được cái một nửa cây nến thứ hai này, à một nửa cây nến break này này. Đó. Tuy nhiên thì cái form của nó có vẻ cũng kiểu như là hơi hơi một chút vi phạm, hơi một chút vi phạm. Thì thường ấy, thì cổ phiếu khỏe nó sẽ không đánh kiểu này. Đấy, nhưng mà chỉ thấy VCI nó hơi yếu nhá. Nên là mọi người có thể là canh những cổ phiếu chứng khoán khác, ví dụ như cổ phiếu FTS hoặc là cổ phiếu SSI, chỉ thấy SSI đang đang tương đối được đấy. Đây. Nay tại sao mọi người và SSI có lý do đấy. Đây, mời mọi người có xem SSI nha. Nó vượt cản trend này. Thậm chí ở đây nó là gap gì ạ? Gap up luôn, nó vượt cản trend bằng gap up luôn. Có nghĩa là cái vùng đây nó kháng cự rất mạnh nhưng mà nó vẫn vượt được gap up này và bây hiện tại nó vẫn giữ được cái gap up này thì chính là khỏe đúng không? Nó không như là VCI, VCI là hôm nay nó rũ một phát mà gần như là nó mất cả cây nến trần đấy luôn, gần như mất một nửa thì may sao cuối phiên nó kéo vùng phát lên đấy. Nên nếu mà hôm nay mà nó không kéo ấy, thì phải bán VCI là cái chắc rồi đúng không? Thế nên là mọi người nên quay sang lựa chọn là SSI nhá. SSI chị thấy đang form rất là đẹp đấy. Đó, thì cái điểm mua là sẽ SSI sẽ là quanh giá khoảng 31 đến 31.5, mua 30% trước đúng không? Đợi thứ nhất là vừa được cái đến này. Từ nói chung là đường gọi là đường MA50 nó cũng quanh quanh ở đây rồi thì đợi nó vượt được khoảng giá 32 đi cho nó chắc chắn thì chúng ta gia tăng đúng không ạ? Mua 30% trước, gia tăng lên thêm 30% nữa hoặc là mua thì mua full luôn cũng được, chả vấn đề gì cả. Đó. Mọi người nếu mà đang quan tâm VCI thì nên đảo một mã chứng khoán khác là SSI đi. Chị nghĩ nó sẽ ăn được nhiều hơn so với VCI đấy. VCI nó giảm mạnh quá rồi nó hồi lên, quá trình hồi sẽ mất thời gian hơn. Đấy. Ok, sang cổ phiếu khác là bên room trải nghiệm. Ok, thì trải nghiệm cũng đang quan tâm Novaland thì cũng trả lời rồi này. Gách à, gách được, con này gách được nha. Gách thì mới có thông tin là Sepcorp là một thằng năng lượng. Chỉ nhớ không nhầm là của Hàn Quốc, chỉ nhớ không nhầm của Hàn Quốc, bởi vì thầy của Chí là có người làm gọi là senior analyst, có nghĩa là họ làm phân tích cho cái deal rồi luôn. Đấy là họ trực tiếp họ làm cái deal giữa Sembcorp và Gách luôn, thì họ bảo deal này ngon và Gách ngon. Đấy là cái cơ bản của mọi người, cái cơ bản trước nha, là Gách là ngon, cơ bản ngon trước đã rồi đúng không? Đây chúng ta sẽ nhìn về mặt kỹ thuật. Kỹ thuật của Gách thì chúng ta có thể thấy là cũng đang duy trì một cái trend tăng tương đối là tốt đúng không? Hôm nay có một chút sự rung lắc ở đây, hình thành nến đỏ thôi, nhưng mà về mô hình chung thì nó vẫn đang 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 vẫn nó vẫn hôm nay nó vẫn giữ được cái đà tăng đúng không? Hôm nay tại sao nó hình thành nến đỏ thì theo chị nghĩ rằng là do cái thông tin về cái sự hợp tác bán cái mảng năng lượng cho Sembcorp thì nó khiến cho cổ phiếu nó hơi tích cực quá đầu giờ ở đấy, trong phiên là không giữ được đúng không? Mọi người lưu ý là cái việc mà tin tức nó ra rồi đúng không, mà cổ phiếu nó lại hơi yếu một chút như này thì thường ấy, nó nếu mà nó muốn tăng tiếp ấy, nó sẽ phải đi nền khoảng ít nhất khoảng 3 phiên nữa đúng không, đi nền quanh vùng này, này. Đấy thì đấy là cái điểm mua cho mọi người có thể mua gách ở dưới giá 22 họ dưới giá 22 30% trước đúng không, đợi có những cái tín hiệu mới thì mọi người gia tăng, chứ chỉ thấy ở đây nó cũng là một cái tín hiệu tích cực của con gách cả rồi đúng không? Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, nó đang đi ngang ở trên vùng cản như này là ok. Đó thì nó tích lũy ở đây xong rồi đợi một hai nó bật một phát lên trên giá 2.5 là điểm mua gia tăng cho mọi người. Đó và cái target của con đấy thì chỉ nghĩa là sẽ là vùng giá 24 này, trước mắt là vùng giá 24 này. Đó, khách hoàn toàn có thể là mua được nhá. Đó, cơ bản của khách là ok rồi đấy. Nay cũng chỉ mới trao đổi với thầy xong, thầy là một người trực tiếp họ làm cái deal giữa Sembcorp và Gate luôn. Thì mình không tiện nói mọi người là ai nhá. Đấy, không tiện nói thôi. Thế thì mọi người biết vậy thôi nhá. SSI thì vừa nói với anh Trọng rồi nhá. Đây SSI này em vừa mua rồi đấy. Ok. Thì nhìn chung thì cũng giải đáp khoảng tầm 10 cổ phiếu rồi, đúng không? 10 cổ phiếu rồi thì chị nghĩ là cái 10 cổ phiếu trong 10 cổ phiếu đấy nó cũng bao gồm rất là nhiều cổ phiếu anh chị đã chơi và từ những cái cổ phiếu đấy mọi người có thể suy luận ra những cổ phiếu khác nhá. Đó thì mọi người thấy là những cái cổ phiếu chị vừa xem qua ấy, thì hầu như là đang duy trì trend tăng rất là tốt mà mặc dù thị trường 3 phiên rồi mới điều chỉnh nhưng nó vẫn tăng. Nhưng mọi người phải hiểu câu chuyện bây giờ ấy là dòng tiền nó đã tham gia rồi thì thị trường có chỉnh thì đạp trụ thôi, đạp trụ thôi, toàn đạp Vietcombank, đạp gì ạ, Masan, đạp mấy cái con to đùng ấy đó, chứ còn nó vẫn khỏe mà đúng không, nó vẫn khỏe mà cũng chưa tín hiệu xấu để bán đâu đó. Nên là view hiện tại thì chị vẫn nghĩ là thị trường nó sẽ còn tăng tiếp nhá. Đó,
nhìn như vậy thôi, nhìn như vậy thôi, nhưng nhiều khi ngày mai dòng tiền vèo phát lại trần hết, đúng không? Vèo phát lại trần hết, bởi vì ba phiên chỉnh vừa rồi thì nhiều cổ phiếu nó vẫn tăng mầm ẩm, như con hoa sen này, tăng mầm luôn đấy, có nghỉ đâu đó. Thì ngày mai mà dòng tiền nó tích cực phát thì thôi, lại mấy ông kia lại trần hết xong rồi anh chị bán sớm quá, có mua lại được đâu. Thì lúc mà mọi người bán rồi bắt đầu lại ngồi chim lợn thị trường, thì đấy là phải không hay, bởi vì mọi người mua bán, mọi người không không mua bán đủ tín hiệu, đấy là cái hậu quả. Chí thôi, cũng từng bị rồi, cái việc mà mua bán kiểu như là hơi chỉnh 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 tí, bắt đầu lại bán xong lại ngồi chim lợn, rồi cuối cùng cả cái nhịp đấy chả được cái gì cả đó. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà mình đã đầu tư và mình muốn chia sẻ lại cho mọi người nhé, cho anh chị các bạn nhé đó. Còn cái cách giao dịch trong thị trường sắp tới thì chỉ nói với mọi người rồi, mọi người phải xem lại, để xem lại cái đoạn đấy để rút ra kinh nghiệm và điều chỉnh cái cách mua bán của mình theo cái cách chỉ nói nhé. Để ví dụ như mà chỉ có sai, mọi người có sai, chúng ta vẫn còn những cái cửa để xoay được, để gì ạ, hạn chế cửa lỗ được, đúng không? Trong cái đầu tư chứng khoán ấy, cái việc mà mọi người quản trị rủi ro ấy, nó quan trọng hơn là cái việc mà mọi người lãi được bao nhiêu cổ phiếu đấy. Mọi người hạn chế cái số lỗ của mọi người càng ít càng tốt thì mọi người sẽ lãi thôi, đơn giản như vậy thôi mà. Nên cho nên là đừng so đo cái túi tiền của mình so với thiên hạ nhé. Đó, ví dụ là kiếm được ông nào ông full margin, kiểu như là đánh từ đấy đánh đánh lên bây giờ, thế ông ăn ăn kiểu tài khoản mọi người mới lãi 10-15% mà ông ấy gọi là gần như x2 rồi. Nhưng mà mọi người đâu biết là người ta đánh kiểu đấy thì nhiều khi trong giai đoạn sau người ta lại từ thì mọi người mới chỉ lỗ 10-15% thôi, người ta cháy tài khoản rồi, đúng không? Đấy là cái câu chuyện chị muốn nói, vì chị cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Có nhiều người ở trong giai đoạn đầu năm ấy đánh một số cổ phiếu như là VIX ấy, ăn từ 300 triệu lên được 7 tỷ, mọi người thấy không? Nhưng giai đoạn vừa rồi từ 7-8 tỷ bây giờ như là lỗ ngược 1 tỷ đấy. Mọi người thấy cái cách đánh này không? Có thể là nó ăn rất nhiều nhưng mà nó không bền đâu chị, nó không bền. Còn chị ở đây muốn hướng tới cái sự bền vững. Bền vững là sao ạ? Chúng ta đánh có thể lãi, có thể lỗ, nhưng mà chúng ta phải làm gì ạ? Làm sao cái số lỗ nó ít hơn số lãi, thì về quá trình chung mọi người sẽ lãi. Và mọi người phải đầu tư một cách từ từ thôi, từ từ thôi, đừng mong giàu nhanh ở thị trường chứng khoán này. Thị trường cho chúng ta tất cả, nhưng mà thị trường có thể gì ạ? Lấy đi trong một phiên, lấy đi trong hai phiên là một đất sạch luôn. Đó, đấy là cái chia sẻ cuối cùng của Chí trong video này nhá. Thì mọi người like thì mọi người nhớ subscribe kênh và cho một like cái video mọi người xem. Để vào group khách hàng thì mọi người có thể mở tài khoản PPS hoặc là TCBS, Chí hỗ trợ cả hai bên, hoặc là chuyển ID về. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe video nhé. Thì Chí xin phép kết thúc video ở đây.